Nói về cái trang chủ và cái trang tìm kiếm sách đó, là các bạn cũng làm y chang như cái phần đó. Cái trang tìm kiếm sách các bạn phải dùng tới, sau nếu bạn muốn làm bạn phải làm cái đăng ký này, bạn biết cách lấy dữ liệu rồi thì trang tìm kiếm sách nó sẽ y chang, đó là sẽ kết hợp của cái phần mà mình vừa lấy dữ liệu trên form và vừa làm cái trang chủ. Nói trang tìm kiếm sách chỉ là bạn thay cái câu select sau bằng một cái điều kiện where là lấy theo cái tên thôi, là nó sẽ ra được cái đúng cái trang tìm kiếm sách. Rồi tôi sẽ làm cái trang đăng ký, trang đăng ký. Để làm trang đăng ký này chúng ta có hai phần. Trong trang đăng ký này chúng ta sẽ có hai phần. Một cái phần đó là cái giao diện trang đăng ký và một cái phần là cái xử lý của trang đăng ký. Bữa giờ bạn làm xong các bạn chỉ mở một cái trang chủ hoặc mở một gì đó lên là bạn chỉ toàn là gì? Hiển thị thôi. Còn cái đăng ký này mình phải hai bước. Bước đầu tiên là sau khi mình hiển thị xong thì mình phải lấy thêm dữ liệu từ cái trang đó lên nữa. Đó là ta sẽ có hai bước để làm gì đó. Rồi bước đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra một cái giao diện. Rồi bước đầu tiên ta sẽ tạo giao diện thì tôi sẽ mượn tạm thằng này để tôi tạo một cái giao diện. Ở đây. Rồi kéo tạm một cái table vô. Insert table. Tôi insert cái table có 3 dòng thôi, hay 4 dòng thôi, để cho nó dễ, cho nó nhanh. Rồi ta kéo thêm những cái test. Cái này là van đăng nhập. Khoan để tôi coi lại cái cơ sở liệu ha. Ta xem cơ sở liệu để ta tạo màn hình đăng ký cho nó phù hợp. Rồi cơ sở liệu chúng ta đang kết nối. Cơ sở liệu chúng ta đang kết nối là cái book online. Là cái book online. Trong đây chúng ta có khách hàng chính là cái người cần đăng ký. Trong đây chúng ta có cái tên đăng nhập, mật khẩu, họ tên. Rồi tôi làm tạm 3 trường thôi, tên đăng nhập, mật khẩu và họ tên thôi. Mật khẩu. Rồi ta phải có phần lặp lại mật khẩu nữa ha. Rồi họ tên. Bốn cái. Rồi ta kéo một cái button ta bỏ vào đây. Ở đây. Các bạn insert một cái button vào. Rồi đặt cho cái tên đó, chẳng hạn như là OK. Ở đây là cái button của chúng ta, bên trong này chúng ta sẽ có cái này tôi tạo thiếu ha. Mới đầu phải là cái gì? Form. Rồi trong cái form chúng ta mới có table. Rồi form chúng ta có ID. ID bằng form 1. Một. Rồi chúng ta có name. Chúng ta có methods, cái phương thức. Đây tôi tạm dùng phương thức boss. Ở đây action, cái hành động. Hành động chỗ này ta tạm thời để trống, ta chưa làm gì đây hết. Ta chưa làm gì đây hết. Đó, lưu ý hành động tạm thời ta để trống, ta chưa làm đây hết. Tên sợ tiếp một cái những cái test vô. Rồi ta cũng có name, ta cũng có cái name và cái gì
cái name của nó là ta tạm thời là đặt tên đăng nhập. Cái này bạn phải đặt đúng tên đó, để lát ta lấy code trong dữ liệu ra. Rồi bạn sẽ có một cái input ngay đây, cái file bằng test, cái file bằng test. Rồi cái name là tên đăng nhập, có thể để thêm cái ID nữa để hôm lát các bạn có thể muốn làm thông tin gì làm, còn không thì thôi. Chúng ta ID tạm thời là testbox tên đăng nhập. Rồi tương tự chúng ta có cái mật khẩu, cái mật khẩu thì tạm thời cho cái mật khẩu này tôi dùng tạm cái test luôn, tạm thời cái mật khẩu tôi dùng tạm cái test luôn. Nhưng mà các bạn chỉnh, khi các bạn ấy xong các bạn chỉnh nó lại thành cái khác đó, chỉnh thành dạng cái dạng là mật khẩu, mật khẩu rồi test box mật khẩu, rồi tương tự thế lặp lại mật khẩu. Mật khẩu 1 test box mật khẩu 1, rồi cuối cùng là cái họ tên. Họ tên test box họ tên. Rồi đó là chúng ta xong được cái form, chúng ta xong được cái form. Rồi bây giờ ta sẽ bỏ cái form này vào trong cái trang đăng ký, cái trang đăng ký. Thì cũng như cái bữa trước chúng ta sẽ lại nêu ra một cái servlet, ta lại nêu ra một cái servlet là cái trang đăng ký. Rồi finish. Rồi chúng ta lại mở cái ứng dụng lên. Chuyển nó qua. Rồi nó mất tiêu nữa rồi. Rồi chúng ta lại mở cái ứng dụng lên, ta chuyển code qua. Convert. Rồi, copy. Save. Sau khi chuyển qua thì các bạn nhớ là ta chỉnh cho nó ngay hàng thẳng lối trước ha, rồi ta mới làm gì làm ha, chứ để lung tung xong lát ta nhìn nhất là ta tự làm có mình thôi. Join lên đăng ký. Rồi cái button không có gì đây hết. Cái button mất tiêu rồi. Rồi chạy lại. Rồi ta để tạm nó đi. Cái này rồi đó là xong cái trang đăng ký. Nhưng bây giờ chúng ta có cái chỗ này, thứ hai chúng ta không còn là submit nữa, không còn là submit nữa, đây không còn là cái button nữa, ta sẽ chỉnh nó thành cái submit. Cái action trên đây, cái action trên đây các bạn sẽ gọi qua một cái servlet nào đó để xử lý cái phần đăng ký. Lưu ý nha, ta sẽ gọi qua servlet để xử lý phần đăng ký. Nên chỗ này chúng ta sẽ gọi, ta sẽ nêu ra một cái servlet là xử lý đăng ký. Ta có cái servlet thứ hai. Đây các bạn lưu ý chỗ này, bước này mới là cái bước quan trọng thôi. Cái giao diện coi như chúng ta đã xong rồi. Khi người ta gọi giao diện lên, người ta nhấn vô thì ta sẽ phải qua cái trang xử lý đăng ký này.
Thì bước thứ hai này mới là cái quan trọng, cái chúng ta cần lưu tâm tới nó đây. Thì giờ sau á, cái giao diện này nó sẽ là cái trang CSP, cái này chính là cái servlet. Còn bây giờ hiện tại cả hai đều là cái servlet hết. Rồi ta nêu ra một cái thứ hai, tạm thời cái thứ hai này tôi cũng để nguyên trong trong GUI này luôn, nhưng mà nó khác cái tên xử lý đăng ký, đặt tên như thế nào thì lưu ý. Finish. Rồi đây là xử lý đăng ký, thì bên chỗ này phải để y chang cái tên đó, được chưa? Tức là bên kia như thế nào thì bên đây rồi y chang vậy. Dạ. Rồi trong đây, trong cái xử lý đăng ký này chúng ta làm cái gì? Chúng ta làm cái gì? Ta có được cái response, ta có được cái request, thì chúng ta đầu làm gì hôm nay? Ồ, tôi lộn trang. Chúng ta vô cái phần xử lý đăng ký này, chúng ta lấy cái nội dung của nó ra. Đây ta dựng tạm thời ta để nguyên đây. Rồi ha. Chúng ta bắt đầu lấy thông qua cái biến request, thông qua biến request. Chúng ta sẽ bắt đầu lấy cái nội dung. Lấy nội dung ra và chúng ta thực thi câu lệnh insert ngay chỗ này. Ở đây các bạn cẩn thận cái chỗ này. Chúng ta sẽ có một cái biến khách hàng. Chúng ta sẽ có biến khách hàng để ta lấy ra từng cái từng cái từng cái và ta insert vào. Rồi chúng ta tạm thời đang có ba cái biến là họ tên, y tên đăng nhập bằng request chấm get. Get cái gì? Get gì đây? Get gì? Get parameter ngay chỗ này, tức là ta sẽ lấy cái tham số ngay chỗ này. Giờ sau các bạn có thể lấy nó từ section, các bạn có thể lấy nó từ cookie, hoặc các bạn lấy từ đâu đó, cái đó là do các bạn về sau. Còn tạm thời hôm nay chúng ta đang lấy từ cái parameter. Rồi cái tên này nó chính là gì? Nó chính là cái tên mà chúng ta đã đặt bên trong đây. Đâu tiêu rồi, cái này. Nó chính là cái tên chúng ta đã đặt bên đây. Được chưa? Rồi. Rồi giờ để thử, ta sẽ chạy thử từ đây trước. Chạy thử từ đây trước. Đăng ký, xử lý đăng ký. Run lên. Ta có trang A, B, C, cái lộn B và D, submit. Tôi bấm lộn nút run. A, B, B và D, submit. Bạn thấy nó sẽ dừng ở đây. Ta F8 xuống cái, ta xem lại biến tên đăng nhập nó bằng gì? Bằng null, là ta lấy 7 rồi. Đúng không? Ta sẽ kiểm lại cái biến này. Ta sẽ kiểm lại biến này. Đây, ta lấy lộn cái tên rồi. Đó là cái tên của cái, đó là cái tên phía trên này, cái name chứ không phải cái ID. Đó. Chú lưu ý nó là cái name chứ không phải là cái ID. Rồi tương tự thế, chúng ta lấy cho cái mật khẩu. Mật khẩu. Tương tự thế, ta lấy cho cái mật khẩu 1.
Rồi đặt tạm này luôn. Giờ tương tự thế, ta lấy cho cái họ tên. Họ tên. Rồi, được chưa? Đó, ta lấy ra cho bốn cái. Xong đây, if nếu. Chỗ này thì ta chỉ kích, ta chỉ if ngay chỗ này thôi. If ngay đây, nếu. Nếu cái mật khẩu khác mật khẩu 1 khác là gì? Bằng mặt con đúng không? Rồi. Ngược lại. Nếu mật khẩu khác thì chúng ta làm gì? Xuất ra là mật khẩu không giống. Mật khẩu không giống. Rồi, chạy lại thử. Chạy lại thử. Run file lên. Giờ điền đủ thông tin hết nhưng cho hai này nó khác nhau. C. Submit. Rồi, không ra gì luôn. Out inline, inline. Body, mật khẩu 1 bằng 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 font. Hai này khác nhau thì là bằng font. Rồi đúng rồi bạn. Rồi ở đây 8 tên đăng nhập. Ồ, tên đăng nhập là bằng luôn. Ok. Đây nó phân biệt khoa thường thôi. Rồi, submit đó. Tức là ở đây bạn sẽ xuất kết quả ra, bạn kiểm tra rồi bạn xuất kết quả ra. Rồi trường hợp mà nếu nó giống nhau thì sao? Nếu giống nhau thì sao? Đây bạn tạo ra một đối tượng khách hàng, tạo một đối tượng khách hàng, xong rồi tạo thêm cái lớp khách hàng, tạo lớp khách hàng. Xong rồi gọi hàm, xong rồi gọi hàm, gọi hàm. Ở đây tức là thay vì ta sẽ gọi, ta sẽ tạo lớp khách hàng và ta gọi 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 ở đây nó giống như vậy, giống như vậy. Rồi đây tôi sẽ tạm gọi tạm luôn. Rồi tôi nêu ra một cái Java khách hàng ha, hay là khách hàng Bojo. Trong khách hàng này tôi cũng địa chỉ để tạm thời ba cái lớp đối tượng thôi, vì ba cái thuộc tính thôi, là tên đăng nhập, tên mật khẩu và tên họ tên. Tôi tạm thời để ba cái này thôi. Rồi sau đó sau đó ta tạo ra một cái lớp là khách hàng đâu, trong lớp này ta viết một cái câu insert, ta viết một câu insert public status void. Cái này chả đáng lẽ phải kiểu là kiểu in không, đáng lẽ phải là kiểu in không, đây thì để tạm thôi. Thêm khách hàng, điền vô một cái khách hàng vô vô
Rồi, anh bọt thư viện vô. Tạo ra một câu truy vấn SQL bằng câu insert, insert, into khách hàng. Này ta phải coi lại cơ sở liệu. Khách hàng chúng ta có tên, đăng nhập, mật khẩu và họ tên. Ta đang có ba cái này. Cái này tên cũng là khách hàng luôn. Ta có tên, đăng nhập, mật khẩu và họ tên. Họ và tên. Value. Chúng ta sẽ là phần trăm s, phần trăm s, phần trăm s. Cái này tôi thiếu trên chấm format. Rồi ta có gì? Khách hàng chấm guest, tên đăng nhập, khách hàng chấm guest, mật khẩu và khách hàng chấm guest, họ tên. Rồi coi lên bên đây, kênh hàm kết nối sở liệu, chúng ta có cái thực thi, thực thi. Coi viết hàm thực thi chưa? Rồi chúng ta đã viết được cái hàm, ta đã viết cái hàm thực thi rồi, đã viết hàm thực thi rồi, chúng ta chỉ việc gọi thôi, ta chỉ việc gọi cái hàm thực thi này thôi. Kết nối chấm thực thi câu truy vấn SQL và cuối cùng là kết nối chấm đóng kết nối. Rồi kết thúc. Rồi tao quay lại cái xử lý đăng nhập, tao quay lại cái xử lý đăng nhập. Thì chỗ này thay vì tao để từ riêng từng biến, thay vì tao để riêng từng biến ở đây, thôi cái này coi như đọc dữ liệu đi, tôi sẽ làm ở đây luôn, tạo một đối tượng khách hàng, khách hàng pozo, khách hàng bằng new, khách hàng rồi khách hàng chấm set set họ tên, khách hàng chấm set mật khẩu và cuối cùng là khách hàng chấm tên đăng nhập. Rồi đó, chúng ta sẽ đưa thông tin vô đây, xong ta gọi cái phần khách hàng down chấm thêm khách hàng. Rồi và cuối cùng là green ra và thêm thành công. Hiển nhiên đây các bạn phải kiểm tra dữ liệu thêm một lần nữa coi nó có thêm thành công hay không ha. Rồi ta chạy lại đăng ký. ABC coi có trùng dữ liệu không, không trùng. B, D, D, A, A. Submit. Rồi, lỗi rồi. Rồi, vậy là ngay chỗ thêm khách hàng của chúng ta có vấn đề. Chỗ thêm khách hàng của chúng ta có vấn đề. Ta sẽ kiểm lại cái câu ngay đây, chỉnh lại cái đăng ký tiếp. Submit. Đây bỏ đây, cho chạy tiếp.
tới đây coi biến khách hàng này có đủ thông tin, đúng thông tin chúng ta cần, vô trong đây câu chi vấn, coi lại câu chi vấn, ta thêm vô khách hàng into, insert into khách hàng value có 3 biến A, B, C, họ và tên, mật khẩu ta đăng nhập. Chỗ này coi kỹ cho cái này ha, tên đăng nhập, mật khẩu, họ và tên. Tên đăng nhập, mật khẩu, họ và tên. Rồi mở cái nói. Rồi mở cái nói không được. À được. Rồi thực thi cái nói. Rồi lúc này thực thi bị lỗi. Địa chỉ. À địa chỉ nó không có cho null. Từ mấy cái biến kia nó không có cho null. Nếu bạn viết cho đủ câu chi vấn nó sẽ chạy được thành công cái này. Thôi bạn thêm vô nữa ha. Tức là trong cơ sở liệu ta có ràng buộc là mấy cái cột này nè, địa chỉ, email, điện thoại là không có null. Nên câu chi vấn của chúng ta bị thiếu. Bị thiếu. Rồi đó là toàn bộ về cái đăng ký. Cái đăng ký ở đây thì các bạn lưu ý, ta sẽ có hai lớp, về sau đa phần những cái của chúng ta đều sẽ như vậy. Tôi cái đăng ký này tôi chỉ ý luôn, duy nhắc các bạn là chúng ta sẽ có hai tới hai cái lớp đối tượng. Một cái phần là để xử lý giao diện, một cái phần là để xử lý nội dung chính của nó. Thì bạn cẩn thận ngay chỗ đó thôi. Rồi còn lại thì cái cách để chúng ta lấy giá trị từ một cái biến kia qua, từ một cái lớp cũ qua là thông qua đối tượng request get parameter.